Xin chào các bạn đến với kênh Đan Móc cùng Handmade Gift. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một mẫu lolly mèo xinh xắn như thế này nhé. Để móc được mẫu lolly mèo này, chúng ta chuẩn bị một cuộn len milk cotton màu nâu hoặc là màu tím hoặc là màu trắng, kim móc 3.0mm này, một kim khâu len và một cây kéo nhỏ để cắt len thừa. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút thắt ạ. Sau đó các bạn len cho mình 4 bính. 1, 2, 3, 4 này. Các bạn quay lại bính đầu tiên và móc cho mình một mũi rời vào đây ạ, để chúng ta tạo một cái vòng tròn ma thuật. Tiếp theo các bạn len cho mình 3 bính. 1, 2, 3. Và móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình 12 mũi kép đơn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sau đó các bạn đâm kim vào bính thứ 3 trên sợi 3 bính này. Móc cho mình một mũi rời. Hàng thứ hai các bạn cũng lên cho mình 3 bính. Sau đó các bạn móc vào cùng chân mũi rời này một mũi kép đơn. Mỗi chân mũi tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi kép đơn chung chân nhé. Chúng ta sẽ tăng số mũi lên gấp đôi ạ. Móc xong hàng này chúng ta sẽ được 26 mũi kép tất cả, nếu như chúng ta tính cả cái ba bính này nha, là một mũi kép. Mỗi một chân mũi là 2 mũi kép đơn chung chân ạ. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng nhé. Trong mũi cuối cùng này, các bạn lại đâm kim vào bính thứ 3 trên sợi 3 bính này, móc cho mình một mũi rời. Và lên hàng thứ 3, các bạn cũng lên cho mình 3 bính. Sau đó móc một mũi kép đơn cùng chân với mũi rời này. Chân kế bên các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Rồi đến 2 mũi kép đơn chung chân và chân tiếp theo ạ. Từ đây các bạn cứ cách một mũi kép đơn thì lại có 2 mũi kép đơn chung chân. Các bạn móc như vậy cho mình đến hết hàng nhé. Móc xong mũi cuối cùng này, các bạn cũng đâm kim vào bính thứ 3 trên sợi 3 bính này và móc cho mình một mũi rời nhé. Sau đó lên hàng thứ 4, các bạn cũng lên 3 bính này và móc vào cùng chân với mũi rời một mũi kép đơn. Tiếp đến là 2 mũi kép đơn vào 2 chân tiếp theo.
sau đó đến một mũi tăng, chúng ta sẽ có hai mũi kép đơn chung chân ở đây ạ. Rồi lại đến hai mũi kép đơn vào hai chân tiếp theo. Đến một mũi tăng gồm hai mũi kép đơn chung chân. Các bạn cứ móc cách hai mũi kép đơn thì có một mũi tăng gồm hai mũi kép đơn chung chân cho mình đến hết hàng nha. Móc xong mũi cuối cùng của hàng thứ tư này, các bạn cũng đâm kim vào bính thứ ba trên sợi ba bính và móc cho mình một mũi dời này. Sau đó các bạn lên một bính này và móc sang chân kế bên một mũi móc đơn này. Tiếp tục móc mũi móc đơn này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Sau đó các bạn quay mặt sản phẩm này, đâm vào chân đầu tiên này, móc một mũi giảm nhé. Đây, chúng ta sẽ có một mũi A ở đây gồm hai mũi X chụm đầu hay hai mũi đơn chụm đầu này. Tiếp đến là một mũi móc đơn này và lại một mũi giảm này gồm hai mũi đơn chụm đầu này. Lật mặt sản phẩm này, các bạn móc cho mình một hàng ba mũi đơn nhé. Một này, 2 này, 3 này. Sau đó lật mặt sản phẩm này, các bạn móc cho mình một mũi giảm gồm 3 mũi móc đơn chụm đầu nhé. Đấy, chúng ta giảm hết như này. Sau đó lật mặt sản phẩm này, các bạn lên một bính này và móc vào cái vị trí đây phía bên này một mũi móc đơn này, xuống hàng dưới một mũi móc đơn này, xuống hàng thứ ba một mũi móc đơn này, xuống hàng cuối cùng một mũi móc đơn nữa này. Tổng là chúng ta móc 4 mũi móc đơn ở phía bên cạnh của cái tai. Các bạn đâm kim vào chân kế bên đây nhé, móc cho mình một mũi dời này. Tiếp đến các bạn móc cho mình 6 mũi dời nữa nhé. Mũi dời thứ 2 này, mũi dời thứ 3 này, mũi dời thứ 4 này, mũi dời thứ 5 này, mũi dời thứ 6 này, và đến mũi dời thứ 7 này. Sau đó các bạn lên một bính này và móc vào chân kế bên cho mình 5 mũi móc đơn nhé. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Sau đó các bạn lật mặt sản phẩm này, móc cho mình một mũi giảm gồm 2 mũi đơn chụm đầu này. Tiếp đến là một mũi đơn này, đến một mũi giảm gồm 2 mũi đơn chụm đầu này. Lật mặt sản phẩm này, các bạn móc cho mình một hàng 3 mũi móc đơn này. Sau đó lật mặt sản phẩm này, các bạn móc cho mình một hàng gồm một mũi giảm có 3 mũi móc đơn chụm đầu này. Sau đó lật mặt sản phẩm này, các bạn lên một bính này và cũng móc cho mình 4 mũi móc đơn vào phía bên của chiếc tai nhé. Bỏ qua cái chân mũi mà mình đã móc rồi đây, chúng ta móc sang chân kế bên một mũi dời này. Sau đó các bạn móc cho mình một hàng viền đây nhé, là các mũi dời để cho cái viền của chúng ta nó dày cứng hơn ạ, nó không bị bay nhão.
Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến cuối cho chiếc tay này, rồi mình hướng dẫn tiếp nhé. Đến vị trí bên chiếc tai này, các bạn cũng cứ mỗi một chân mũi ở mỗi hàng, các bạn móc cho mình một mũi rời. Đến cái vị trí đỉnh đầu chúng ta lên một bính này. Các bạn móc vào cái đỉnh này cho mình hai mũi rời nhé. Và sang phía bên thì các bạn cũng móc cho mình mỗi một chân mũi là một mũi rời. Cái vị trí giữa này lúc trước mình cũng móc mũi rời rồi. Bây giờ các bạn không đâm qua hai chân như này mà mình đâm thẳng xuống. Mình cũng vẫn móc mũi rời nhé. Móc hai mũi rời vào cái đoạn giữa này. Thì các bạn lên cho mình 5 bính này. 3, 4, 5. Để chúng ta làm cái tay treo. Cách một mũi này, các bạn móc vào mũi kế bên. Một mũi rời này. Và tiếp tục móc mũi rời vào các chân mũi tiếp theo nhé. Đến chiếc tai này, cũng mỗi chân mũi ở mỗi hàng là các bạn móc một mũi rời. Để cho viền chiếc tai nó đẹp mà nó cứng cáp ạ. Lên vị trí đỉnh này, các bạn cũng móc cho mình hai mũi rời vào đây ạ. Rồi sang phía bên, các bạn cũng lại móc các mũi rời. Xuống đi phía dưới chỗ này rồi nhé. Thì các bạn cắt len này, để lại một đoạn để khâu. Các bạn rút len qua này, dùng kim khâu len, khâu dấu đầu len thừa này cho mình nhé. Đây nhé, mình dùng kim khâu len này, các bạn đâm kim xuống cái vị trí mũi đây ạ. Đó, nó vừa khít luôn này. Sau đó các bạn lật mặt sau này, tạo một cái nút thắt để chốt len ở mặt sau. Sau đó các bạn giấu sợi len theo cái đây ạ, các bạn cứ đâm kim vào những cái mắt như thế này và kéo sợi len giấu qua. Các bạn cắt đầu len thừa đi nhé.
Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn móc xong cái phần cơ bản của chiếc loli mèo rồi. Các bạn dùng len khác màu, có thể là màu trắng, có thể là màu đen. Các bạn khâu cho chú mèo mỗi bên 3 chiếc râu như này nhé. Và đằng sau các bạn giấu sợi len đi ạ. Các bạn cũng có thể móc một chiếc nơ xinh nhỏ ở chỗ này, các bạn trang trí cũng rất là đẹp ạ. Chúc các bạn có những sản phẩm đẹp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ subscribe kênh ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn.